các vị đại biểu, quý khách hàng, kính thưa toàn thể quý vị, các anh, các chị, các bạn có mặt trong đêm bốc thăm trúng thưởng ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho tôi xin phép thay mặt cửa hàng Kiều Sâm xin được gửi tới quý vị khách hàng, quý đối tác lời chúc mừng sức khỏe và thành đạt. Chúc cho đêm bốc thăm trúng thưởng của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, nhân dịp khai trương showroom chăn ga gối đệm Hàn Quốc mang thương hiệu Koala, cửa hàng Kiều Sâm chúng tôi tổ chức chương trình khuyến mại đặc biệt bốc thăm từ ngày 15 tháng 11 năm 2015 đến kết thúc lúc 19:30 ngày 22 tháng 11 năm 2015, nhằm nói lời cảm ơn và tri ân tới khách hàng đã và đang đồng hành cùng cửa hàng Kiều Sâm trong suốt thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị, qua một tuần lễ tri ân khách hàng vừa qua, chúng tôi vô cùng cảm kích biết ơn đến quý khách hàng gần xa đến tham quan, ủng hộ, mua sắm sản phẩm chăn ga gối đệm của cửa hàng chúng tôi trong suốt tuần lễ tri ân hàng khách hàng. Và để phục vụ khách hàng tốt hơn, chúng tôi xin cam kết luôn luôn hết mình vì sự tin tưởng và hợp tác của quý vị, cùng xây dựng cửa hàng Kiều Sâm vững mạnh về con người, phát triển về dịch vụ và luôn luôn đồng hành cùng quý khách trong thời gian tới, với mong muốn đem đến quý khách hàng những sản phẩm đa dạng nhất, giá cả cạnh tranh nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất. Và nhân đây tôi xin được cảm ơn đến công ty cổ phần may mặc thương mại quốc tế IDECO, công ty sản xuất thương mại Hoa Đại, đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng tôi để cùng chúng tôi thực hiện chương trình. Một lần nữa tôi xin kính chúc quý khách hàng, quý đối tác lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho quan hệ hợp tác giữa cửa hàng Kiều Sâm và quý khách hàng ngày càng gắn bó hơn nữa. Chúc cho đêm bốc thăm trúng thưởng được thành công rực rỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn.